Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hòa. Bảo tàng Batoji ở Côn Ma là nơi trưng bày các tác phẩm của nhà điêu khắc Batoji. Ông là nhà điêu khắc sáng tác rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó phải kể đến là tượng nữ thần tự do mà nước Pháp đã dành tặng cho nước Mỹ. Trong bảo tàng, minh họa rõ ràng toàn bộ hành trình và cuộc đời của ông. Trong bảo tàng trưng bày các tác phẩm của nhà điêu khắc. Bảo tàng này còn có các mô hình mà ông đã sử dụng để xác định các thiết kế cuối cùng của mình khi thiết kế tượng nữ thần tự do. Côn Ma, một nơi cổ kính và xinh đẹp, cũng chính là quê hương, là nơi sống và làm việc của nhà điêu khắc Batoji.